Bác sản Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất nền ha, nằm ở mặt tiền đây là đường nhựa này là 5 mét anh chị ha, rất là rộng anh chị. Đường này kêu bằng đường huyện 33 anh chị ha. Cái hướng đất mình nằm đây là hướng chánh bắc nha. Anh chị nào hợp phong thủy, cô tuổi á, xây nhà ở á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Với ngang diện tích mặt tiền đường nhựa này anh chị là 20m, chiều sâu á là 23m nha. Đất mình thì bằng cái đường nhựa luôn, cao gáo, đã xây xung quanh tụ bê tông hết anh chị ha. Xây tường lên là cao khoảng là 1m anh chị nha. Nếu anh chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị, tính từ bến xe miền Tây á về tới đất của mình cần xem á là 64km là tới chị ha. Đây là cái vị trí nè, đưa trực tiếp lên để cho anh chị mình thấy rõ hơn nha. Anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó mà tới vị trí cái đất của mình luôn anh chị nha. Còn nếu mà anh chị từ thành phố Mỹ Tho á, mình lên tới đất mình á là 9 cây 4 số là tới thành phố Mỹ Tho. Đó, mình đi thẳng một đoạn thôi, tới cái đường huyện 33 mình chạy vô đây nữa là tới cái đất của mình anh chị ha. Cái hướng trước màn hình mình anh chị, đây là hướng đi về hướng Long Định, về hướng Tam Hiệp, về hướng Tân Phước, là mình đi hướng này anh chị ha. Đất mình thì ở đây thì có một cái đường nước công cộng ở bên hông đó anh chị, để quay qua cho anh chị xem nha. Đây có cái đường làm đi ra cái quốc lộ A được nè anh chị. Đây. Cái đường này đường xe máy chị ha, có một cái đường đi ra quốc lộ A, thẳng đường là tới quốc lộ A anh chị ha. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Còn bên tay phải mình đất đây á, thì ranh mình có một cái đường nước công cộng, cái kinh khoảng là 2,5 m. Đây. Đó, đây là thẳng vô tổng là có dân tổng xài chị ha, xài là đường nước công cộng. Cái ranh mình từ cái tụ bê tông cao khoảng là 3 m chị, bên tay phải nè. Đó, xây bức tường sẵn anh chị thấy không? Đó, đã cao lên khoảng 1 m rồi. Ở dưới có đổ đà nữa chị ha, tại vì tấn cát á chị. Tại miếng đất mà chị rất là đẹp. Này thích hợp cho anh chị cô chú nào mua để mình về đây mình là cất nhà ở cũng được nè, hay là mình kinh doanh buôn bán đều phù hợp hết chị ha. Tại đất mình nằm đây là mặt tiền đường nhựa ha, rất là rộng rãi. Còn nếu anh chị đi thẳng trước màn hình mình á thì khoảng là 400 m thôi, đổ lại thôi là có cái chợ Dòng Dứa ngay quốc lộ A luôn. Ở đó thì có chợ buổi sáng nè, trường học nè, đó cái trạm y tế gần đây anh chị nha, rất là tiện anh chị. Còn đối diện đất mình đây có cái nhà ngói thái rất là to chị thơm. Khu vực mình ở đây nhà cửa rất là đông nha anh chị ha. Rồi để em chỉ cái ranh ở bên trái luôn rồi em sẽ vô bên trong để cho anh chị mình tham quan ở bên trong đất anh chị ha. Diện tích này cũng vô cũng vừa phải anh chị ha, thì khoảng là 2-3 m thôi đó. Thì anh chị và cô chú thì kết bạn Zalo em để em gửi sổ và thông tin cho anh chị và cô chú nha. Đặc biệt cái đất mình ở đây thì có thổ cư sẵn anh chị là 120 m² thổ cư anh chị ha. Ở đây mình có đèn đường luôn anh chị ha, đây là đèn đường đây. Ở khu vực đây thì có điện nước cáp wifi đầy đủ hết anh chị nha. Đây qua tụ bê tông bên tay trái màn hình anh chị, để quay gần cho anh chị thấy rõ nha. Đây ghép ganh cái nhà kế bên. Rồi để quay lại cái mặt tiền 20m lại một lần nữa cho chị mình xem nha. Đây. Một mặt tiền này em thấy cắt được khoảng 2 căn nhà chị ha. Đó không anh chị làm cái kho nhỏ nhỏ thôi, mình vận chuyển hoàng hóa cũng rất là tiện anh chị nha. Tại cách chợ, cách quốc lộ A chỉ có là 400m đổ lại thôi. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô đất để cho anh chị và cô chú mình tham quan ở bên trong nha. Đất mình thì không có gì đặc biệt chị ha, hiện tại thì có một số cây mía thôi, chứ ngoài ra đất trống anh chị ha. Nhưng mà được cái đây đó thì đất mình là bằng quốc lộ A, đất mình bằng cái đường nhựa luôn chị ha, và thổ cư là 120 m². Em về đây cất nhà mà khỏi cần lên thổ cư nữa chị ha. Hiện tại đất mình là đã ranh giới và sổ riêng hết rồi anh chị ha, mình rất là yên tâm nha anh chị. Tại đây chủ cũng ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị, không ở đây chị ha, nên không có canh tác, không có trồng cây ăn trái gì hết, và cũng định về đây ở nhưng mà giờ không có ở nữa, cần chuyển nhượng gấp cái miếng đất này anh chị ha. Giá chủ ký gửi giá bán á chị là 2 tỷ chị ha,
là hết diện tích đất luôn chị nha. Lúc trước thì chủ kêu cao hơn giá này chị, giờ chủ cũng hơi khó khăn một xíu, chủ cũng hạ giá rồi ha. Vậy em cũng xin phép em quay lại để hạ giá theo, để cho anh chị hoặc cô chú mình nắm rõ cái thông tin chính xác về đất mình chị ha. Hiện tại trời cũng đang mưa ngâm, em cố gắng quay cho anh chị mình xem ha. Tại vì nguyên ngày sáng giờ thì cũng có bận một số việc, rồi xong rồi trưa tới giờ là mua suốt luôn chị, không có đi quay được chị ha. Thì giờ cũng chủ cũng đang cần gấp bán quá, em cũng cố gắng quay cho anh chị những sản phẩm mới để cho mình nắm bắt được tiệm đất và nhà để cho mình mua, để mình phù hợp cái nhu cầu của mình chị ha. Đây là ganh cuối cùng của đất mình anh chị. Đây để chị quay gần cho anh chị xem nha. Đây, đây có xây lên sẵn là nửa mét anh chị ha, 1 mét anh chị, có tủ bê tông hay sao, đây là 3 mét luôn. Còn ở trên chị ha, để quay cao cho anh chị xem nè. Ở đây thì có dây điện cao thế nhưng mà cách xa anh chị ha, khoảng là 200 mét anh chị. Đó, anh chị thấy không, rất là xa. Tại dây nó cao anh chị thấy vậy đó, rất là xa chứ không có gần đất mình anh chị ha. Nên mình cất cái nhà ở đây mình rất là thoải mái, mình rất là yên tâm vấn đề đó anh chị nha. Trên cái đất mình thì không có mồ mả, không có dướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Đây để quay qua cái mặt tiền đường nhựa trên chị xem nha. Đây, một miếng đất em thấy rất ẩn ý, rất là đẹp ha. Bất sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở thì liên hệ số thoại hình ha. Bên em có ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đó, mình về đây mình cuốn nền cắt nhà lên thôi anh chị ha. Tại đất mình bằng rồi, đường nhựa rồi, không cần bơm cát nhiều anh chị nha. Rồi để đem tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha, là 2 tỷ nha. Là với ngang là 20, chiều sâu là 23 mét. Trên đất bình thì có thổ cư sẵn rồi, là 120 mét vuông nha. Hiện tại thì đã có sổ riêng rồi, anh chị có thể thương lượng cái giá hợp lý, mình ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc cũng được chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like ha, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp hình nha, để tương tác với em, để mình em có động lực quay những video mới tìm đất giá rẻ, giá đầu tư, đất vườn để cho anh chị về đây mình cắt nhà ở ha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều ha. Anh chị hoặc cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.